với cái mạng hiển thị Google Display Network thì các bạn có thể quảng cáo 4 cái loại media như sau. Thứ nhất là chữ, thứ hai là hình ảnh, thứ ba là Interactive Media HTML5 và thứ tư là video. Lên đâu? Lên những cái trang web mà Google sở hữu như Gmail, YouTube và những cái trang web của các đơn vị khác thông qua mạng Google AdSense hoặc là những cái app mobile thông qua mạng AdMob.